Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Cha tôi là một trong 10 người mạnh nhất lục địa thiên vũ. Nhưng tôi lại là một tên ngốc, nhưng nữ đế lại bằng lòng làm vị hôn thê của tôi. Chỉ vì năm 3 tuổi anh ấy lưu lạc bên đường được ba tôi cứu về, dựa vào tài năng xuất chúng và lòng trung thành với mọi người mà tôi bị nhiều người để mắt đến. Và từ khi còn nhỏ anh ấy và tôi đã có hôn ước, nếu có ai biết được vị hôn phu của tôi là một kẻ ngốc lại không thể tu luyện đây là những thông tin mà nguyên chủ của cơ thể này cho tôi biết ngay khi tôi đang chuẩn bị gỡ bỏ danh hiệu kẻ ngốc của mình cho mọi người trầm trồ một phen thì trong đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng nói chúc mừng túc chủ đã thành công đánh thức hệ thống nói dối thành thực chỉ cần người khác còn nói những lời trái lương tâm của mình với túc chủ thì những lời nói dối đó sẽ thành sự thật tôi hiểu ngay rằng đây chính là ngón tay vàng của người xuyên thời gian vừa hay có thể thử nghiệm một chút từ ngoài hành lang có tiếng bàn tán sôi nổi vọng tới cũng không biết vị thiếu gia ngốc nghếch này có tài cán gì có thể thành hôn với thánh nữ tôi mà là thánh nữ thì đã hối hận với mối hôn sự này từ lâu rồi nói xong hai nha đầu đẩy cửa bước vào bọn họ nhìn thấy tôi trên gương mặt lộ ra nụ cười dịu dàng thiếu gia sao cậu lại đứng lên mau ngồi lên giường để rửa chân nào nhưng rõ ràng vừa nãy họ còn nói xấu sau lưng tôi tôi đã nghe rõ một một hai hạ nhân dám ở sau lưng thiếu gia bàn tán nói xấu anh anh vừa định dạy họ một bài học nhưng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại trước mắt vẫn là không nên lộ bản thân mình quá sớm chuyện như này cũng tốt thiếu gia cậu mau ngồi xuống ghế đi rửa chân xong tôi cho cậu ăn kẹo người mặc áo xanh đang nói chuyện là tiểu thanh tôi nhanh chóng hồi tưởng lại dáng vẻ của nguyên chủ rồi bắt trước theo được được có kẹo ăn rồi sau khi tận hưởng chọn bộ dịch vụ làm móng chân tôi tiếp tục cười ngốc nghếch hỏi kẹo đâu tôi muốn ăn kẹo thiếu gia kẹo mà tiểu thanh hôm nay mang tới không phải là kẹo bình thường ăn nó có thể khiến nghi trực tiếp chuyển sang giai đoạn biến tình từ trong nụ cười của hai thị nữ có thể nhận ra bọn họ đang có âm mưu gì đó nếu muốn nhận được viên kẹo này thì thiếu ra người phải tự mình cố gắng lấy nó vì kẹo đó mọc ra ở trên cây bên ngoài cửa lời vừa nói ra có âm thanh từ hệ thống truyền đến kiểm tra thấy có người đang nói dối túc chủ chức năng nói dối thành thật được kích hoạt mời túc chủ tiến hành những lựa chọn dưới đây lựa chọn một là trèo lên cây tìm viên kẹo đó ăn nó để nhận phần thưởng luyện khí và tu luyện đã thêm 3 điểm thuộc tính đặc biệt lựa chọn hai là nói với quản gia hai người bọn họ muốn lừa gạt bổn thiếu gia nhưng khiến bọn họ vui vẻ một chút đến kẻ ngốc cũng biết không có thưởng lựa chọn một tôi giống như một con khỉ đang trèo lên cây hành động hài hước này khiến hai thị nữ đó cười như ngả bọn họ chỉ muốn dở trò bắt nạt thiếu gia ngốc nghếch một chút chứ kẹo thật sự đang nằm trong túi của họ vậy mà ngay sau đó nụ cười trên gương mặt họ đã trở nên kinh ngạc ta tìm thấy kẹo rồi hơn nữa đó lại còn là viên kẹo phát sáng bọn họ còn cho rằng mình bị một tên ngốc chơi đùa thân phận của tiểu thanh là đến đây để chăm sóc cậu cô ta tức giận quát lên cái đầu ngốc này dám lừa tôi mau xuống đây đi tôi không thèm để ý đến lời của cô ta thay vào đó nuốt viên kẹo xuống cổ họng ngay lập tức tôi cảm nhận được một nguồn linh lực dồi dào bao quanh người tôi tôi nhẹ nhàng hít thở mấy cái tôi đã từ một người phàm mà đột phá lên thúy thể ngũ giai hai thị nữ này cũng là thúy thể sơ cấp cảnh tượng này khiến cho bọn họ không tin vào mắt mình chuyện này còn chưa kết thúc mãi cho đến khi tăng lên luyện khí nhất giai mới dừng lại vẻ mặt tiểu thanh lộ ra một chút tham lam suy cho cùng thì những viên kẹo như này khiến ai cũng phải động tâm thiếu gia kẹo ngài vừa ăn có còn không tiểu lan đứng bên cạnh cũng nói theo tôi nghe thấy lời của bọn họ từ từ siết chặt nắm đấm các người thực sự nghĩ tôi ngốc thật sao vừa định nhảy xuống để dạy cho bọn họ một bài học đột nhiên có tiếng bước chân từ hành lang chuyển tới anh đang làm gì vậy vị hôn thê trần hân nhị sắc mặt lạnh lùng bước tới hắn mặc một chiếc váy trắng tựa như tiên dáng trần khiến cho một con người hiện đại như tôi không thể rời mắt vẻ lạnh lùng trên mặt của trần hân nhị khiến cho hai người bọn họ sợ hãi vội quỳ xuống đất nhìn thấy tôi ở trên cây không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là người phu quân ngốc nhất đang bị lấy ra làm trò cười lúc này tiểu thanh vừa định giải thích thì tôi cướp lời nói trước nói rằng bọn họ bảo trên cây có kẹo nên tôi mới trèo lên để lấy. Lời nói của tôi làm cho hai thị nữ sợ đến xanh mặt, không ngờ đến thiếu gia bình thường ngốc nghếch như vậy mà bây giờ lại trở nên thông minh thế này, để thiếu gia dẫm lên các người để xuống, sau đó tự mình đi tìm tôn quản gia để nhận phạt đi. Trần Hân Nhị vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn ta lạnh giọng nói, thiếu gia chúng tôi mỗi ngày đều hầu hạ người, cầu xin người tha cho Trần Tiểu Thư một mạng. Tôi nghe vợ tôi, lời nói của tôi chắc chắn khiến cho hai thị nữ kia phải nhận phán quyết tử hình nhưng điều này lại khiến vị hôn phu của tôi nở một nụ cười sau đó tôi thay anh ấy quỳ trên đất ngửi mùi hương nhà nhạt, nhạt trên cơ thể anh quả thật là có một không hai đến tối trần hân nhị liếc nhìn anh một cái mau ngủ đi ngày mai là đại hôn rồi sau khi đại hôn ta sẽ đưa ngài đến thánh địa tinh thần để sư tôn nghĩ cách để ngài trở lại bình thường tôi nhìn vị hôn thê đang ngủ cùng giường với mình lúc này anh đã nằm nghiêng và ngủ thiếp đi ngày mai chính là ngày đại hôn của chúng tôi anh thực sự không sợ tôi sao bạn có muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng không? Nhưng trước mắt mục đích của tôi không đặt trên người phụ nữ, mà lúc này tôi chỉ muốn kiểm tra những món quà mà hệ thống đã tặng. Đã thêm 3 điểm thuộc tính đặc biệt. Việc thêm điểm vào thuộc tính đặc biệt này của hệ thống có ý nghĩa gì? Thuộc tính đặc biệt, nó bao gồm thiên chất bẩm sinh, thậm chí là tư chất. Mỗi lần cộng điểm đều có ảnh hưởng rất lớn đến quỹ đạo tương lai của ký chủ. Chỉ liếc nhìn nó một cái đã khiến cả người tôi kích động đến run lên. Thuộc tính đặc biệt là thánh nhân chuyển thế. Những người có thuộc tính này có thể nhận được sự chú ý của thiên đạo được thiên đạo bảo hộ trước khi tu luyện cảnh giới thánh nhân giống như uống nước chỉ là việc đầu tiên đã khiến tôi kinh ngạc thuộc tính đặc biệt trời sinh hỗn độn thể những người có thuộc tính này thể chất cảnh tuyến trong cơ thể có một nguồn năng lượng hỗn loạn khi tu luyện thành công có thể nhìn thấu được bí mật đại đạo thuộc tính đặc biệt người kiếm hợp nhất là sự hiểu biết về kiếm thuật đến cảnh giới không người thiên hạ vạn vật bất cứ khi nào có chiến tranh đều có thể phá vỡ trong chớp mắt, khi đạt tới đỉnh cao tu luyện, chỉ bằng một nhát kiếm có thể cắt đứt dòng sông thời gian dài, điểm cộng thêm này là phần thưởng dành cho tân thủ, sau này có cộng thêm điểm vào thuộc tính đặc biệt không? Cái này phải phụ thuộc vào danh tính của người nói dối và lời nói dối, mời Túc chủ lựa chọn cẩn thận, điều này đòi hỏi sự thận trọng. Tôi mỉm cười, không cần suy nghĩ mà chọn luôn thuộc tính đặc biệt 3. Lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ vốn đã bị mây đen che khuất đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng ngay sau đó, những đám mây đen vốn che phủ ánh sáng đã tan biến như thể một thanh kiếm lớn đã mở rộng bầu trời, trong màn đêm giữa bầu trời mở ra một cái hố sâu thăm thẳm, như một biến cố lớn, đám cường giả ở thế giới này đương nhiên sẽ cảm nhận được, có rất nhiều cặp mắt trong bóng tối đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng nói run rẩy xen lẫn sự hoài nghi, khi mây mù tan ra và nhìn thấy ánh sáng lẽ nào là thiên địa đã hành động sao không thể như thế được có một vết nứt mỏng trên bầu trời đêm lẽ nào có cường giả nào đó trong triều đang ra tay chống lại thế giới sao đúng lúc mọi người đang bị sốc khoảnh khắc tiếp theo một cảnh tượng khiến họ càng sốc hơn nữa xuất hiện chỉ thấy trong các vết nứt một đường tử khí giống như làn khói bay ra đang từ từ bay về phía triều đình đây lẽ nào là thiên đạo tứ phúc trong truyền thuyết sao hay là thần tiên truyền thế khương thanh đế cường giả mạnh nhất khương ra lúc này đang đứng giữa không trung nhìn vào những tử khí đó không khỏi nuốt nước bọt. Đây là điều mà ngay cả hắn, cường giả top 10 cũng thèm muốn, cho đến khi nhìn thấy tử khí dừng lại phía trên Khương gia, anh không kìm được mà nói ra, ôi chúa ơi, thiên đạo tứ phúc này vậy mà là của Khương gia ta, lẽ nào Khương gia ta có đại đế chuyển thế sao? Cho đến khi anh ta nhìn thấy, tử khí này vậy mà đang hướng tới sân viện tổ chức hôn lễ, hắn ta mới suy đoán Trần Hân Nhị là đại đế chuyển thế, và đứa con chi ngốc nghếch của bản thân là người bị loại đầu tiên. Ông ta cũng sẽ không để tôi lấy một cô vợ được nuôi từ nhỏ để bảo vệ tôi hôm nay thiên đạo tứ phúc đến với giang gia tôi nó chắc chắn sẽ thu hút con mắt tò mò của các thế lực khác toàn tộc đang trong tình trạng báo động lúc này tôi không nhận ra rằng thời tiết bên ngoài đã thay đổi tôi chỉ cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn dưới làn nước năng lượng của tử khí đến khi tử khí hoàn toàn biến mất trần hân nhị cũng không có chút phản ứng nào trên thực tế thì hôm nay hắn đã kiệt sức vì bị giang thanh đế huấn luyện mà giấc ngủ bình thường cũng không sâu phu quân của bạn là thánh nhân chuyển thế bạn thậm chí còn không phản ứng gì tôi tức giận giơ chân đá vào mông hắn cú đã này khiến trần hân nhị tỉnh ngủ có tiếng của trẻ con truyền tới đã ngủ chưa lời vừa nói ra trần hân nhị đi đến gần nằm trên người tôi như một con bạch tuộc cảm nhận sự mềm mại đến từ cơ thể lắng nghe hơi thở lặng lẽ bên tai không ngờ đến vị thanh nữ có vẻ ngoài lạnh lùng này vậy mà lại có một mặt ngốc nghếch như này hơn nữa hôm nay còn là ngày đại hôn của tôi và thánh nữ cho nên tất cả thế lực của thiên vũ đều đến xem trong số đó các rất nhiều đế vương của đế quốc trưởng lão là tổ tông của thánh hoàng và vãn bối họ dẫn theo cũng không ngờ tới thần đế của thánh đế tinh thần vậy mà lại gả cho một kẻ bình thường giống như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu nếu tôi là cô gái đó tôi đã sớm hối hận rồi đúng lúc mọi người đang bàn tán về chuyện đó một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo choàng màu tím đi đến đại sảnh kính thưa các vị khách quan xin hãy bình tĩnh một chút và dừng nói chuyện một chút giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh Trước đó mọi người vẫn còn rất náo nhiệt nhưng ngay sau đó liền chìm vào im lặng. Hôm nay là đại hôn của thiếu gia Giang Gia và thánh nữ tinh thần. Hai người đều là những người đứng đầu. Đúng là trời sinh một cặp. 15 năm, cuối cùng thời cơ cũng đã đến. Nghe đến trời sinh một cặp, không ít người bật cười. Tên ngốc đó làm sao có thể xứng với thiên tri kiểu nữ chứ? Bây giờ xin mời tân lang tân nương đi vào trong. Khi giọng nói của người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói xong, cánh cửa phụ của sảnh chính từ từ mở ra. Mọi người chỉ thấy Khương Thiên Từ mặc đồ tân lang, lộ ra ánh mắt như ngọa hổ tàng long và bên cạnh hắn ta là trần hân nhị đội khăn trùng đầu đỏ hai người sánh bước bên nhau như ánh trăng sáng tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía hắn đi qua mặc dù nhìn không rõ nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ đó cũng khiến người ta cảm thấy lòng như lửa đốt lúc này ông nội thiên đế đến trước mặt tôi ông nói nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái là buổi lễ kết thúc chúng tôi muốn cúi chào nghiêm túc nhưng do đứng quá gần nhau khiến đầu chạm vào nhau tôi khi đó đã bột miệng cười ngốc nghếch và nói này 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 đây là kết hôn lần đầu còn bỡ ngỡ lần sau sẽ tốt hơn ngài lại còn muốn có lần sau mọi người trong hội trường đều nghe thấy câu này không khỏi nhếch môi nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cũng đúng dù sao thì hắn cũng là một tên ngốc nói không chừng một lúc nào đó thánh nữ sẽ hối hận trần hân nhị ở dưới khăn trùng đầu mỉm cười có lẽ cô ấy đã bị tính hài hước của tôi chọc cười khương thanh đến ngồi trên ghế cũng không khỏi bật cười ha 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 mấy người khương gia cũng bật cười theo những thanh niên dưới khán đài cũng cười nhất thời trong hội trường tổ chức hôn lễ tràn ngập tiếng cười nói sau đó khương thanh đế quay sang cười nói với đám lão gia tử cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy cháu trai thành thân rồi vậy hôm nay các người không thể keo kiệt được có bao nhiêu bảo vật quý thì mau mang đến buổi tặng hôm nay thể hiện sự chúc phúc của khách mời với đôi phu thê mới cưới thường là bảo vật thì càng quý trọng điều đó thể hiện cho cặp đôi này là cặp trời sinh phần lớn khách hứa trong hội trường đều là người quen của khương thanh đế vì vậy tặng quà cũng không thể tùy tiện chọn bừa được tuy nhiên tống bảo cũng được nhiều người kỳ vọng nhất bởi vì bằng cách này có thể dùng những lời chúc phúc của mình để chế nhạo tên ngốc này họ không biết rằng đây cũng là điều tôi muốn thấy nhất rất nhanh ở trong hội trường có một vị thanh niên đứng dậy để tôi rồi anh ta tay cầm một chiếc hộp nhỏ từ từ đi về phía tôi vừa đi anh ta vừa giới thiệu tại hạ là trương thiên lâm tới từ thánh địa thiên kiếm thay mặt cho lão tổ trưởng bối của thiên kiếm đến đây tặng lễ nói xong trương thiên lâm mở chiếc hộp nhỏ trong tay ra trong đó là một viên thuốc phát sáng với chín loại đàn quang lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ hội trường. Trương Thiên Lâm tận hưởng cảm giác được hàng ngàn con mắt chú ý. Đây là thuốc tiên thất phẩm, là thuốc luyện thể cửu vân long khí. Đây là sư tôn đã dùng chín loại vảy rồng để luyện chế ra, có thể giúp Tân Lang trực tiếp bước lên thúy thể cấp 9. Đột phá trong luyện khí không còn là giấc mơ. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Thiên Kiếm lão tổ ngồi trên ghế đột nhiên thay đổi ông thấy rằng món quà mà trương thiên lâm tặng căn bản không phải như vậy sắc mặt của các vị khách quan đều tỏ ra buồn cười đây rõ ràng là đang ngang nhiên chế na hô tân lang là một tên vô dụng thậm chí đến giai đoạn luyện khí cũng không có đột phá không khí trong hội trường im lặng một hồi lâu nếu người trước mắt không phải là đồ đệ của bạn ông thì trương thiên lâm sớm đã bị một cái tát của ông giết chết rồi trần hân nhị ở một bên muốn đứng ra bảo vệ tôi nhưng lại bị tôi giơ tay kéo lại trương thiên lâm nở một nụ cười rất tươi nhìn tôi tôi lo lắng không biết khi nào trình độ tu luyện của tôi sẽ bại lộ bây giờ không phải là cơ hội thích hợp sao nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười ngốc nghếch cảm ơn nhưng trưởng bối trong nhà nói tôi hơi nhút nhát và còn nói tôi đã đột phá đến cảnh ớ luyện tập lời vừa dứt tôi đã giải phóng phong ấn của hệ thống để lộ ra hơi thở của tu vi cảnh giới bị giấu đi tất cả mọi người trong hội trường đều kinh ngạc khi chứng kiến cảnh này trời ơi vậy mà đã thực sự đạt tới cảnh giới luyện khí hắn ta không phải là không có khả năng tu luyện sao có lẽ giang gia đã dùng thuốc gì đó ha 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 láo xược tiên kiếm lão tổ thấy đệ tử thất bại trực tiếp tức giận bảo đây là thứ mà ngươi đã tặng sao nếu ở đây không có nhiều khách thì hôm nay ta phải đánh chết ngươi đánh chết ư đương nhiên là không thể vì dù gì thì trương thiên lâm cũng là đệ tử của thiên kiếm ông ta chỉ hy vọng giang ra để cho hắn một con đường lui lúc này khương thanh đế vẫn đắm chìm trong niềm vui vì cháu trai có thể tu luyện đương nhiên tôi sẽ không trách lão bạn cũ nhưng vào lúc thấy ông ta chuẩn bị bước xuống tôi lại giả bộ ngốc nghếch mà cười nói thiên kiếm ra ra đừng tức giận hôm nay thiên kiếm ra ra dẫn trương huynh đến để chúc mừng đám cưới của con là khách cũng là bạn bạn bè đùa giỡn là chuyện bình thường hơn nữa huynh ấy còn tặng quà nữa ông ta nghe thấy mấy lời này thì hơi sửng sốt Ông ta không ngờ được người giải vây giúp mình vậy mà không phải là Giang Thanh Đế, mà là Giang Thiên Từ người mà ông ta coi thường. Ha 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 cậu bé ngoan, chỉ dựa vào một câu nói này của thiên kiếm lão tổ, con là cháu nuôi của ta, ta chắc chắn, sau này nếu ai dám ức hiếp con, chỉ cần báo tên của ta. Sau đó ông ta nhìn Trương Thiên Lâm với ánh mắt u ám, ngươi còn không mau mang món quà thật sự ra tặng cho ta, đợi đến khi trở về thánh địa thiên kiếm, Ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi." Trương Thiên Kiếm nghe vậy thì bị dọa sợ, sau đó nhanh chóng cảm ơn sự độ lượng của Giang huynh. "Đây mới là món quà mà sư tôn muốn tặng cho cậu, là linh kiếm hạ phẩm cấp 6 được lấy về từ hầm băng, chỉ cần Giang huynh nhỏ máu, linh kiếm sẽ nhận chủ. Những lời mà tôi nói trước đó đều không có ý gì, chỉ mong kiếm thuật của Giang huynh sau này sẽ nổi danh khắp thiên hạ." Vậy mà thật không ngờ, hệ thống hiện lên cảnh báo: "Đã phát hiện lời nói dối." chức năng nói dối thành thật được kích hoạt xin mời túc chủ chọn những lựa chọn dưới đây nhận phần thưởng du long kiếm thuật kiếm thuật sơ cấp khai chiến bằng một kiếm lựa chọn hai cười để trở về hư không nhận thưởng cái này có cần thiết phải chọn không tôi đã không cần suy nghĩ mà chọn luôn cái đầu tiên cảm ơn trương huynh sau đó tôi vừa nhận vừa mỉm cười đinh xong kiếm chúc mừng ký chủ đã lựa chọn khi vừa nhận kiếm ngay lập tức tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ về sự sáng tạo mặc dù giá trị chẳng khác gì so với phần thưởng đầu tiên, nhưng ba phần thưởng thuộc tính đặc biệt đó chỉ có thể là nền tảng. Muốn mạnh hơn thì phải tiếp tục cố gắng, bởi vì bây giữ mình vẫn chưa đủ mạnh. Lúc này, Trần Hân Nhị đứng bên cạnh chăm chú quan sát tôi. Cô đột nhiên phát hiện ra, người chồng ngốc bên cạnh mình có chút bối rối, nghĩ đến cảnh mình hai năm trước đi đến thánh địa tinh thần tu luyện. Anh ta chỉ nghĩ rằng tôi đã trưởng thành trong hai năm qua, đây là viên thuốc trường thọ do sư tôn của tôi tự luyện chế, có thể tăng 40 năm tuổi thọ. Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi cầm một món quà chúc mừng. Công tử sau này nhất định sẽ trở thành một luyện đan sư nổi danh thiên hạ. Hệ thống lại phát hiện lời nói dối, mời túc chủ lựa chọn những hành động sau. Lựa chọn một nhận đan dược, ngay lập tức có thể lĩnh hội được đan dược có thể mở khóa được luyện đan sư chuyên nghiệp, phần thưởng là luyện đan sư tam phẩm, lựa chọn hai từ chối và cười chế nhạo, trở về có thể nhận được năm, tôi chọn cái đầu tiên, tinh, Luyện đan sư chuyên nghiệp đã được mở khóa, chúc mừng ký chủ đã đạt được luyện đan sư tam phẩm. Trình độ của các luyện đan sư ở đây được chia thành, cấp độ vũ khí cũng được chia thành cấp từ 1 đến 9 và công pháo cũng được chia thành bốn loại khác nhau. Sau khi tặng quà xong cũng là lúc buổi lễ kết thúc. Đây cũng là phần thú vị nhất của buổi đại hôn này, sẽ có vô số thiên giáo đến từ thiên vũ đến tranh tài võ thuật. Phu quân có muốn xem hết tiết mục không? Nếu không thích thì chúng ta trở về động phòng trần hân nhị sợ nếu xem hết sẽ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của tôi nhưng tôi vẫn muốn gặp những thiên tài này hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để tiếp nhận những thông tin sau đó tôi dẫn vợ đến hàng ghế khán giả rất nhanh người phụ nữ đó lần nữa ở phía trước tiếp theo là thời khắc quan trọng những người ngồi ở hàng ghế này ai cũng muốn là người đứng đầu dù là văn hay là võ là võ thì đương nhiên là thắng bằng thực lực còn về văn thì dựa vào sự lĩnh ngộ để thi đấu để biết được người nào có thể chất đặc biệt tôi có hứng thú với văn hơn Đột nhiên nhìn thấy Trương Thiên Linh vậy mà cũng tham gia vào cuộc thi, ta, Trương Thiên Linh từ khi mới 7 tuổi đã bái Thiên Kiếm Tổ làm thầy, đối với kiếm đạo cũng có sự lĩnh ngộ sâu sắc, với chiêu thức Huyễn Ảnh Thất Sát Tuyệt, dựa vào chiêu thức đó mà từ khi còn trẻ đã nổi danh, bây giờ trong đại sảnh đã có rất nhiều người, ta, Trương Thiên Lâm chỉ muốn hỏi các vị một chút, không biết vì sao, giọng nói của anh lại vang vọng khắp cả hội trường như vậy, sau đó cả hội trường rơi vào im lặng, mọi người đều biết, tuy Trương Thiên Lâm không phải người tốt, nhưng đối với sự lĩnh ngộ về kiếm đạo đến người đứng đầu thiên vũ đại lục thiên kiếm lão tổ cũng phải khen ngợi đừng có đối đầu với anh ta đó chẳng phải là tìm chết hay sao và trương thiên lâm lại hướng ánh mắt sang trần hân vì đối phương cũng là người nổi tiếng về kiếm thuật mọi người nhìn dáng vẻ bất động của trần hân nhị còn nghĩ rằng cô gái đang sợ nhưng thực sự thì trần hân nhị chỉ đang trầm ngâm suy nghĩ nhìn thấy văn võ bách quan đều lưỡng lự đột nhiên có một người lên tiếng đó là giọng nói kiêu ngạo của trương thiên lâm vang lên anh ta biết cách thu hút sự chú ý của cả hội trường về phía mình tôi nhìn sự khoa trương như vậy của trương thiên lâm cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa vậy mà dám cướp sự chú ý của lão tử khi tôi đứng lên đi lại trước mặt anh ta mọi người đều nhìn với vẻ mặt đầy hoài nghi tôi rút kiếm ra rồi từ từ nói với anh ta kiếm đạo là nhẫn đạo của tôi thấy có người tiếp lời trương thiên lâm đột nhiên sợ hãi muốn tìm đường trở lại phía sau và đương nhiên khi hắn nhìn người trả lời là tôi thì đã không che giấu nổi sự vui mừng trong lòng đây không phải là tự tìm đến rắc rối sao vậy ngươi nói nói ngươi là cái gì lúc này người của giang gia ở bên cạnh vô cùng lo lắng nghĩ đến thể diện không dễ kiếm hôm nay lại lại bị tên ngốc này giao thành quả cho người khác nghe thấy vậy tôi vẫn cười ngốc nghếch ngược lại nếu tôi đại khai sát giới nhất định sẽ trở thành một truyền thuyết không bao giờ quên những người trên thiên hạ đương nhiên sẽ nhắm vào tôi vậy trên con đường kiếm đạo này lời vừa dứt tất cả mọi người đều kinh ngạc đại khai sát giới kiếm đạo này là đạo của ta dưới khán đài nhiều người cứ lặp đi lặp lại câu này mãi mà không thoát ra nổi ý nghĩa của câu nói này đây có thật là tên ngốc bất tài vô dụng không không ít người trong vô thức mà bóp vỡ chiếc cốc trong tay nhưng thật đáng ghét trong lòng bọn họ không nổi giận nổi luận về vẻ đẹp trai bọn họ vốn không bằng ta còn luận về gia cảnh ta có ông nội là một trong người cao thủ của thiên vũ luận về mỹ nhân thanh nữ bây giờ cũng đã sẵn sàng để gạo nấu thành cơm với ta hôm nay sự hiểu biết của ta không bằng người khác ta luôn cảm thấy tim mình còn yếu đuối phải nhận những đà kích nặng nề trương thiên lâm cũng bị những câu này làm cho hoang mang trong lúc nhất thời không biết dùng từ ngữ gì để bác bổ tôi lẽ nào bản thân đã gặp viên ngọc sáng đầu tiên để bản thân rời khỏi đây mãi sao tuyệt đối không được trong mắt trương thiên lâm lóe lên một tia lửa mời giang thiếu gia nói bản thân người có thể làm đến đâu ta biết người không thể làm được vậy đây người không phải là vội anh vội cái gì chứ tôi để lộ ra nụ cười tươi vô tội thiên hạ đâu có mấy người có thể làm được kiếm khai thiên môn ta biết ta chỉ là tên vô dụng, đương nhiên là không làm được rồi, nhưng ở đây có một thiên tài kiếm đạo, không làm được tự trừng phạt, không phải cũng vô dụng sao, đơn giản là tuyệt sát, để mọi người đều hiểu, ngay cả thiên kiếm lão tổ, cũng không dám khoe khoang mình biết kiếm khai thiên môn, phu, dưới áp lực nặng nề, trương thiên lâm không nhịn được, trừ trong miệng phun ra một ngụm máu, đồ nhi trở về, không muốn ở đây làm người bẩn mắt, thiên kiếm lão tổ cũng vô cùng bất lực tôi chỉ dựa vào một câu nói đã khiến thanh niên đó bị khí huyết không lưu thông mà thổ huyết lúc này công chúa thánh vắn trong hội trường đột nhiên thay đổi góc nhìn với tôi xem ra vị thiếu gia này không ngốc như lời đồn cảnh tượng rút kiếm vừa nãy của hắn vừa dứt khoát lại có chút đẹp trai tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ta khương công tử sau đại hôn là thời gian luyện tập tôi mỉm cười bây giờ thánh đế mới là một đứa trẻ không biết khương công tử có hứng thú không một mỹ nữ xấu hổ đưa cho tôi một cảnh ô liu điều này khiến người bên cạnh đặt ra câu hỏi ngờ vực tử vi thánh đế có phải là nam tử không quy tắc là không đổi khương công tử vừa đến không phải đã có nam đệ tử rồi sao thấy tình hình như vậy chẳng mấy chốc tôi đã hiểu được ý nghĩa của mấy bức phác họa tất cả đều chuẩn bị cho cuộc chiến cướp người cuối cùng vẫn là tổ tiên của tinh địa thánh địa đã đứng ra thu phục đệ tử của tôi là trần hân nhị đã thảo luận với tôi điều này trước đây đợi sau đại hôn với giang thiếu chỉ cần đưa hắn ta tới thánh địa tinh thần trở thành người thừa kế của ta cho nên mong các vị đừng cướp người trước mặt ta mọi người nghe xong không tốt để nói gì đó lúc này người phụ nữ trung niên xinh đẹp chủ trì đám cưới hỏi có nên tiếp tục rạch lòng bàn tay không vẻ mặt giang thanh đế bây giờ mới trở nên vui vẻ dường như trẻ ra mấy trăm tuổi người đại bá đây không phải là vấn đề lớn mau đi pha chút trà thảo dược cho đặc biệt cho giang gia để đám tiểu tử các ngươi thanh thanh tâm hỏa còn về phần cháu trai và cháu dâu của ta giang thiên tứ nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh lộ ra biểu cảm đã hiểu người phụ nữ trung niên hiểu ngay mỉm cười rồi tuyên bố mời tân lang tân nương vào động phòng tôi và vợ mình bị mọi người kéo vào động phòng sau khi mọi người đi hết anh ta đang sắp xếp lại bàn trang điểm và tôi đang ngồi trước giường nhìn anh ta hai người từ đầu đến cuối đều không nói với nhau câu nào đột nhiên từ đầu giường anh ta rút ra một thanh kiếm chĩa vào tôi mũi nhọn lộ ra tôi phản ứng vô cùng nhanh giả ngốc cũng chỉ có thể là giả ngốc giả vờ đến cuối cùng luôn nương tử thanh kiếm này thật đẹp không biết trương huynh tặng kiếm song tu cho ta có đẹp như này không nhỉ thật may linh hồn xuyên qua thế giới này nhưng vẫn còn ký ức của nguyên chủ vì vậy chuyện giả ngốc cũng không khó anh ta thấy phản ứng của ta đúng là ngốc thật sao nhưng vẫn tiếp tục mở miệng hỏi ta rốt cuộc là ai ta là thiên tứ ca ca có phải có người bắt nạt muội không? Nói xong ta tức giận đứng dậy khỏi giường, giọng điệu giống như khi còn nhỏ ta bảo vệ anh ta. Trần Hân Nhị thấy vậy buông thanh kiếm trong tay xuống, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. ngươi chính là người bắt nạt ta, không chỉ có trước đây bắt nạt. Nhưng anh ta cuối cùng vẫn không nói ra, lúc này bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, thiên tứ, hân nhị giọng của giang thanh đế đột nhiên có chút lúng túng có người bắt đầu rồi sao ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa nếu chưa bắt đầu ta muốn tìm các ngươi nói chút chuyện trần hân nhị nhanh chóng cất kiếm đi khi chuẩn bị nói tôi lại học dáng vẻ ngốc nghếch giang thanh tứ trực tiếp đi ra mở cửa kéo giang thanh đế vào phòng tân hôn thông thường đêm tân hôn trừ tân lang tân nương thì không ai được phép bước vào phòng nhưng hoàng đế giang thanh cảm thấy chuyện này rất quan trọng ngay cả khi bị mang danh tiếng xấu cũng phải đến để kiểm tra giang thanh tứ nhưng lúc này trên mặt ông vẫn có chút xấu hổ. Hóa ra không phải ông ấy đến để truyền kinh nghiệm. Sau một lúc bình tĩnh lại, ông mới từ từ nói. Tuy nhiên lời nói của ông khiến hai chúng tôi kinh ngạc. Mặc dù bây giờ con đã chuyển thế thành công rồi, cũng đã dần trở lại bình thường rồi phải không? Một câu nghi vấn khiến Trần Hân Nhị lập tức sừng sốt. Lẽ nào Giang Thanh Tứ trước mặt hắn không phải là Thanh Tứ ca ca sao? Hay là nói trên người anh ta có bí mật nào đó chưa được biết? Nghe vậy tôi cũng nuột nước bọt sừng sốt. Xem ra trong đại điện mình đại làm loạn rồi đã lộ bản thân quá đà rồi, nhưng tôi vẫn cứng miệng phủ nhận, xem ông ta có thể làm gì, cái này là ý gì, ông nội, cháu. Giang Thanh Đế thấy dáng vẻ, ngốc nghếch của tôi, trầm ngâm một hồi, rồi từ từ lắc đầu, phước lành đêm hôm qua, là đại đế chuyển thế. Ta vốn cho rằng chuyện đó đã xảy ra trên người cháu dâu ta, nhưng theo như những gì xảy ra trong hôm nay, thì điều lành đó chính là xảy ra trên người đứa cháu ngốc của ta. Trần Hân Nhị che miệng không thể tin được, sắc mặt kinh ngạc, dám hỏi thiên vũ lục địa bây giờ, Tu sĩ có cảnh giới cao nhất là cấp mấy? Thiên đế đơn giản chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà nay nhờ sự cố gắng của bản thân một vị hoàng đế vĩ đại đã được truyền thế. Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy bộ dạng không biết gì của Trần Hân nhị Khương Thanh đế không còn cách nào khác mà đem chuyện mà tối qua đã xảy ra kể lại một lần nữa. Ông ơi, người nói là Thiên Tứ ca anh ấy là Thiên đế truyền thế, nhưng có thể một số ký ức đã được thức tỉnh hoặc khôi phục một phần bình thường. Nếu không sẽ không có những người am hiểu về đại cổ nội trần hân nhị hỏi với bộ dạng không dám tin chúa ta đã ở bên ta rất nhiều năm dáng vẻ nó như thế nào lẽ nào ta lại không biết sao khương thanh đế vẫn nhìn tôi sẽ mất thời gian để ngài ấy khôi phục ký ức trong đại điện trương thiên lâm nhất định sẽ hỏi những lời lẽ khiêu khích anh ấy điều này sẽ khiến nó lấy lại một số ký ức chỉ là ta lo lắng ký ức của nó mà khôi phục lại càng nhiều thì enso sẽ không còn là cháu trai của ta nữa nhưng nó sẽ trở thành người bình thường ta đương nhiên cũng rất vui nó là đại đế chuyển thế cũng tốt tên ngốc cũng không sao, dù sao thì cũng là cháu của ta. Lời nói vừa dứt, Giang Thanh Đế nhìn tôi bằng ánh mắt chiều mến, điều này khiến trong lòng tôi có chút có chút hổ thẹn. Sau khi Trần Hân Nhị suy nghĩ một hồi, cũng hít một hơi thật sâu, đại đế chuyển thế có thể làm gì chứ, vẫn là thiên tứ ca ca của mình. Lúc đó, Giang Thanh Đế cũng nói với Trần Hân Nhị, bây giờ mọi người bên ngoài ai cũng nghĩ con mới là đại đế chuyển thế, nên trước khi nó trở thành người bình thường, con có thể thay nó trở thành đại đế chuyển thế không, sau này khi nó hoàn toàn trở thành người bình thường, việc nó làm sẽ là chuyện của nó trần hân nhị nghe vậy thì gật đầu nhưng trong lòng lo lắng sau khi tôi lấy lại được ký ức sẽ rời khỏi anh ta suy cho cùng thì đây cũng là sự tồn tại của thế giới thân là một tiểu thánh nữ đương nhiên không xứng ông ơi người yên tâm đi trước khi anh ấy tự bảo vệ được mình cháu nhất định không rời khỏi anh ấy sống chết có nhau nghe những lời này khương thanh đế từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bình ngọc bên trong là đan dược thiên nguyên đế huyền đan bát phẩm những lúc nguy cấp có thể cứu con một mạng cái này cho con Trần Hân Nhị cũng không kiêu ngạo, mà nhận lấy đan dược. Ông ơi người yên tâm đi, anh ấy bất luận gì cũng là phu quân của con. Sắc mặt của Giang Thanh Đế trở nên phức tạp, liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người là tôi và Trần Hân Nhị. Hai, phu quân trước tiên chàng quay người đi, ta ta ta. Trần Hân Nhị xấu hổ nhìn tôi, bởi vì trong trang phục của Tân Nương, căn bản là thường phục. Khi cởi nó ra thì cơ thể của cô ấy hiện ra trước mắt tôi, Mặc dù tôi xuyên vào thế giới này, nhưng trong đầu tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh trước đây chúng tôi cũng nhau tắm chung. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ. Sau đó tôi nhỏ tiếng ho vài cái rồi nói không sao. Câu này lập tức khiến anh ta đỏ mặt tía tai. Lại nghĩ sớm hay muộn thì người ta cũng sẽ là của tôi. Vừa giơ tay lên, trực tiếp cởi y phục màu đỏ. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho át một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.